Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 5 tip trong việc vệ sinh hồ cá, các bạn đừng bỏ qua nha. Tip 1, phục hồi ron cao su hay miếng hít kính bằng nước nóng. Cách này đơn giản, chỉ là các bạn đun sôi miếng cao su cho đến khi chúng mềm lại là được. Nhưng chúng chỉ phục hồi phần nào để tăng tuổi thọ cao su thôi, chứ không hoàn toàn bình phục nha các bạn. Tip 2, dùng dây vệ sinh ống và sử dụng đầu in có thể tháo lắp được. Chỉ khoảng 60k các bạn có thể vệ sinh ống một cách dễ dàng và sạch sẽ, mua một lần mà xài cả đời, rất đáng đồng tiền bát gạo nha các bạn. Ngoài ra các bạn sử dụng đầu in có thể tháo lắp được để dễ dàng vệ sinh hơn nhé. Tip 3, dùng dao veo để ngâm sạch vết bẩn, cho lọc hoặc sủi CO2. Cho lọc hoặc sủi bị bám bẩn vào ngâm với một ít nước dao veo pha loãng. Sau 2 đến 3 tiếng, vết bẩn hầu như biến mất, các bạn chỉ cần rửa sơ lại là có thể xài được. Tip 4, dùng nước hồ cá vệ sinh vật liệu lọc. Các bạn nên dùng nước hồ cá cũ vệ sinh vật liệu lọc để không làm chết hệ vi sinh cũng như là giữ cho hệ vi sinh được ổn định nha các bạn. Tip 5, hút nước hồ lớn không cần dùng bơm. Chỉ cần cho một đoạn đầu ống dây vào hồ, khi thấy mực nước trong ống chạm thành hồ thì giật nhanh xuống là nước sẽ tự động chảy ra, bất kể đường dây dài tới đâu cũng chấp được hết nha các bạn. Cách này mình có hướng dẫn chi tiết ở clip trước, các bạn có thể vào đường link ở phần mô tả để tham khảo nha. Ngoài ra các bạn cũng có thể tận dụng lực đẩy nước ở đầu ao để hút nước ra ngoài cũng được nha các bạn. Vừa rồi là 5 tip mình muốn chia sẻ với các bạn để việc vệ sinh hồ cá được dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh. Xin chào và tạm biệt các bạn.